大家好。少壮不努力，老大徒伤悲。少壮也少了钱，壮了快门，不努力không nỗ lực, trẻ khỏe không nỗ lực, sao choang pu nu li, lão ta thủ sang pe, đến khi mà già lớn tuổi rồi thì lúc đó là có đau khổ, có hối hận cũng vô ích, ý là vậy ha. Chúng ta cố gắng. 今天我们学第二课，我登上了长城。Hôm nay chúng ta học bài số 2 là tôi đã leo lên trường thành. Chúng ta cha ta khai sinh chữ. Và mình xem xuế sinh chữ. Chúng ta đọc từ mới trước nha. Rồi, mời cả lớp đọc theo nè. Từ số 1. Tân lì tao truy truy chở chở chia lén toan chia lén phú toan diễn chơ ti hảo xiang lũng thải chia y chữ dấu rấn lái chư hoàng tàu phá phá ủy sư cú chí dùng chi dùng chi sư men vầy ta công chẳng xuê hàn sử xen nguyên vọng sử xen thống y phản duy huy y lộn chư huy không được mất kính chư huy ly liang y tiền ở dễ bu chỉ chi ba tá lĩnh chan của chính sử hoàng tần thủy hoàng. Chúng ta đọc bài văn ha, khơ vấn ạ. Wǒ tēng shāng lě chǎng chéng shāng xīng qǐ rì wǒ hě shí jǐ ge tóng xuě yī qǐ dào bà tá lĩnh you lǎn lě chǎng chéng. Chào sang liều tiền tô chung chư cua chào phan vò chiêu vò mẫn chiêu chô chi chơ chú phá lợ ba tá lĩnh chai bảy chinh bảy tiên chi chơ chầu lơ liàng cơ tô xào sứ chiêu tàu lơ chẳng chẳng chào xạ chẳng chẳng chống tông tao xị ý công dầu ý văn ơ chen tô lì chẳng. Số ý rấn mẫn dâu chào tha văn lì chẳng chẳng. Nguyễn nguyện khan trị chẳng chẳng sư ý tao truy truy chớ chớ chế lén bú toàn tợ chẳng chẳng. Tha sư yến chợ cao cao tì tì tờ san siêu chẳng tợ chơ tao yêu chẳng yêu khoan tờ chẳng chẳng. Hào xiang y thiếu chẳng lũng phây chẳng súng vệ vò mẫn yến chơ thái chìa y chứ xiang sang chậu lưu sang tờ yếu rấn tô chí lợ yếu Trung Quốc rấn dễ yếu lái chư sư chê cơ quốc tờ rấn. Wǒ men mei zǒu yī duān lù, jiù tíng xiā lái, xiū xǐ yī huī er. Kān kān shān xiā de feng jǐng. Zhe yǎng, bù zhī dào zǒu le duō shǎo lù. Dēng shāng duō shǎo tái jiē. Dēng shǎng le duō shǎo tái jiē. Wǒ jué de you diǎn lèi le. 可是往上一看，前面的路更陡了。正在这个时候，
一个同学说，看，再往上爬一段就到了最高的地方了。于是我又鼓起勇气，继续用力向上爬，一会儿就爬到了最高的地方了。站在长城上往下看，四面都是高高低低的山，看到这伟大的工程，我就想到中国古代劳动人民为了修长城流了多少血汗啊。我们在长城上休息了一会儿，照了几张相片，就开始向下走。下山的路上遇见一位从欧洲来的老人，他说今年82岁了，来中国看看长城是他多年的愿望，今天他的愿望实现了。长城是2000多年前战国时代开始修的，秦始皇统一中国以后，为了防御北方民族，把原来各国修的一段段城墙连接起来。人们常说，长城代表中国劳动人民的智慧和力量，真是高明啊！真是一点儿也不错。长城是世界上的一个奇迹，长城是世界上的一个奇迹。我在北京游览过不少名胜古迹。要是有人问我最感兴趣的是哪个地方，我一定回答说长城。trước khi các em dịch bài thì phải học thuộc lòng ý nghĩa từ mới, và trong bài đọc theo nhiều lần từ mới nào mà từ nào là vẫn còn mới, không nằm trong từ mới nhưng mà đối với mình vẫn còn rất mới, thì các em tra thêm từ điển ra rồi sau đó dịch bài mới dễ hiểu nha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào dịch bài nha. Chủ nhật tuần trước, tôi và mười mấy người bạn học cùng nhau đến Bát Đạt Lĩnh tham quan Trường Thành. Bát Đạt Lĩnh là tên một ngọn núi á. Hơn 6 giờ sáng, sau khi ăn cơm xong, chúng tôi liền ngồi xe hơi xuất phát. Bát Đạt Lĩnh ở phía bắc của Bắc Kinh. Xe hơi đi hết hơn 2 tiếng đồng hồ thì đến chân núi Trường Thành. Trường Thành từ đông sang tây, tổng cộng có 12,000 dặm. 1 vạn tức là 12,000 tức là 12,000 á, như là 12,000. Nó có chữ chảng nữa là dài, vậy ta dịch là gì? Tổng cộng có chiều dài hơn 12,000 dặm. Cho nên người ta lại gọi nó là Vạn Lý Trường Thành. Nhìn từ xa xa, uyển chuyển là xa xa. Trường Thành là một dãy. Trường Thành là một bức tường, cái chữ chẳng chẳng là tường, là một bức tường quanh co khúc khuỷu nối tiếp nhau không gián đoạn.
Nó được tu sửa dọc theo những ngọn núi cao cao thấp thấp. Diễn chơ, gạch chữ diễn chơ là giới từ trước, gạch chữ siêu trần là động từ. Chơ tao dâu chẳng dâu khoan và chẳng chẳng. Cái bức tường vừa dài lại vừa rộng này giống như một con rồng dài, rất là hùng vĩ. Chúng ta đi lên dọc theo những bậc tam cấp, những người tham quan du lịch trên đường đi, tức là những du khách trên đường nhiều vô cùng, có người Trung Quốc, cũng có những người đến từ các quốc gia trên thế giới. Sư chia cơ của là các quốc gia trên thế giới. Chúng tôi mỗi khi đi được một đoạn đường, mấy chầu là mỗi khi đi được một đoạn đường thì dừng lại, thiển xa lại là dừng lại, nghỉ ngơi một lát, ngắm nhìn phong cảnh ở dưới núi. Như thế không biết đã đi hết bao nhiêu đoạn đường, đã leo hết bao nhiêu bậc tam cấp. Miêu tả rất là hay. Tôi cảm thấy có chút hơi mệt, nhưng mà nhìn lên trên, quan sát y khan, nhìn lên trên là cái con đường ở phía trước lại càng dốc hơn nữa, càng dốc hơn nữa. Ngay vào lúc này, một người bạn học nói: nhìn kìa, khan, nhìn kìa, leo tiếp một đoạn nữa thì đến cái nơi cao nhất rồi. Thế là tôi lại lấy hết dũng khí, tiếp tục dùng sức leo lên. Một lát sau thì có thể leo lên cái nơi cao nhất. Đứng trên trường thành nhìn xuống, Hoàng Sa Khan nhìn xuống, bốn mặt tức là tứ phía đó, sư men tứ phía đều là những ngọn núi cao cao thấp thấp. Khan tao chơ quậy tao là cung trận, nhìn thấy những công trình vĩ đại này, tôi liền nghĩ đến cái gì? Mọi người gạch cụm từ là Trung của Cù Tai Lão Tung Lĩnh Mịn, dịch ngược lại: nhân dân lao động thời xưa của Trung Quốc, cổ đại tức là thời xưa của Trung Quốc, vì để tu sửa trường thành mà đã đổ hết bao nhiêu máu và mồ hôi. Mồ hôi đấy. Chúng tôi ở trên trường thành nghỉ ngơi một lúc, chỉ huy ở là một lát một lúc, chụp vài tấm hình liền bắt đầu đi xuống. Chỉ có mỗi leo lên trên chụp được vài tấm hình lại đi xuống, mệt chết đi được, có gì đâu hay ha. Xa san tà lu sang, trên đường đi xuống núi, khan chen duy tao ý vậy, duy tao là gặp được một người già, một vị người già đến từ châu Âu. Ông ta nói năm nay đã 82 tuổi rồi, đến trường thành để tham quan, đến trường thành ngắm nhìn trường. Lại Trung của Khang Khan chẳng sợn, đến Trung Quốc tham quan trường thành là cái nguyện vọng lâu năm, nhiều năm của ông ta. Hôm nay cái nguyện vọng của ông ta đã thực hiện rồi. Trường thành là cái gì? Lèn chen tô nén chén chan của sử tai khai là siêu trần tờ. Trường thành được cái chữ sư và chữ tơ á, là không phải là, mà nó là một câu để nhấn mạnh. Mọi người gạch chữ sư và gạch chữ tơ, chính giữa là một câu, chỉ là nhấn mạnh thôi. Trường thành được bắt đầu tu sửa vào thời Chiến Quốc, cách đây hơn 2.000 năm về trước, như vậy ha. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, tới cái chữ ý hậu dịch trước nha. Vì để ngăn ngừa phòng ngự cái dân tộc ở phía Bắc. Câu này câu chữ pà nè, mọi người gạch chữ pà,
phía sau pà là tân ngữ, là gặp tiếp là tân ngữ, là gặp chữ bắt đầu gặp tân ngữ là duyên lại cơ của siêu tờ ý toan toan chứng chẳng, gặp hết cụm từ đó là tân ngữ. Rồi động từ chính là gì? Lén chia chỉ lại, động từ chính nha. Vậy ta dịch động từ trước rồi dịch tân ngữ nha. Vậy dịch động từ là gì? Nối liền những cái bức tường thành mà của các quốc gia, nối liền từng cái đoạn tường thành của các quốc gia đã được tu sửa thời ban đầu, lúc ban đầu. Tức là cái tường thành này là trước thời Tần Thủy Hoàng là nhiều quốc gia, mỗi một quốc gia họ sẽ xây một cái đoạn tường thành để làm gì? Để bảo vệ cái lãnh thổ của họ, cái cung đình của họ. Cho đến khi thời Tần Thủy Hoàng thống nhất xong Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng bắt đầu là đem tất cả các bức tường thành của nhiều quốc gia đã từng xây dựng là ông ta mới nối liền lại với nhau thành một bức tường thành và dài hàng vạn dặm là vậy. Cho nên ở đây nói gọi là gì? Pà duyên lại cơ của tờ ý toan toan chứng chẳng liền chế chỉ lại. Duyên lại là ban đầu, cơ của siêu tờ là các nước tu sửa, ý toan toan chứng chẳng là từng đoạn trường thành, lén chia chỉ lại là nối tiếp lại với nhau. Thì các em xếp ý nghĩa của nó lại thì sẽ thành một câu trọn vẹn. Tức là gì? Đem những bức tường thành đã được xây dựng sẵn từ của các nước trước đây nối lại lưới với nhau như vậy ha. Người ta thường nói trường thành là đại diện cho trí tuệ và lực lượng của nhân dân lao động Trung Quốc. Thật là chẳng hề sai chút nào. Trường thành là một kỳ tích trên thế giới. Tôi ở Bắc Kinh tham quan du lịch không ít danh lam thắng cảnh. Nếu như có người hỏi tôi rằng nơi nào mà bạn cảm thấy nơi nào mà tôi yêu thích nhất, cảm thấy thú vị nhất, tôi nhất định trả lời là Trường Thành nha. Rồi, chúng ta vừa dịch xong bài này, mọi người nhớ là phải viết thuộc từ mới, rồi viết thuộc tất cả những từ trong bài văn, chép bài văn ra, chép từng câu bài văn từ mới và cái phần giải thích từ ngữ ở sau từ mới, chép ra những câu đó, chép hết ra và dịch hết toàn bộ bài văn và những từ ngữ giải thích ở phía sau từ mới đều dịch bài dịch ra hết và nha. Có như vậy thì chúng ta mới học tốt được từng bài một, trình độ mới tiến bộ nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh giùm thầy, ghi hình một video nó vất vả lắm. Mọi người nhớ đăng ký giùm thầy nha. Đăng ký là để thầy có cảm hứng là làm cái video ghi hình lại nhiều, để cho là nhiều người được học. Thì nhiều người được học là mang lại lợi ích, chứ ai cũng vậy thôi. Mong muốn cái giá trị của mình làm ra là để có được lợi ích to lớn, chứ không phải là mất nhiều thời gian mà cái lợi ích nó rất là nhỏ bé thì người ta sẽ chán. Nên là mọi người, nhờ mọi người là hãy đăng ký kênh giúp thầy, chia sẻ những người nào mà cũng đang học trung cấp của trung tâm này hoặc của các trung tâm khác cũng được, chia sẻ cho mọi người cùng học nha. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người ha. Xin chào tất cả. Sau khi cân chờ xuế, trung trí hàn lý trao chẳng. Zai jian.